Trên tay mình đây là iOS 14.6 RC dành cho cái nhạc phát triển. Và let's go! Mới đây, Apple đã phát hành bản iOS 14.6 RC dành cho các nhà phát triển, cũng như sẽ là phát hành cho những ai đang sử dụng Public Beta. Nên là những ai đang xem video này thì Public Beta dành cho iOS 14.6 RC cũng đã được ra mắt. Và như chúng ta thấy đây thì bản iOS 14.6 RC này có dung lượng là 5.25GB. Thì nó rất là lớn, tại vì các bạn đang từ bản một bản beta lên một bản chính thức, thì các bạn giống như là cài đặt lại iOS vậy đó, thì nó sẽ rất là lớn. Cùng với bản iOS 14.6 RC lần này thì Apple cũng ra mắt iPadOS 14.6 RC, WatchOS 7.5 RC, tvOS 14.6 RC và macOS Big Sur 11.4 RC. Ok, bây giờ chúng ta cùng check mã build của iOS 14.6 này nhé. Rồi, chúng ta sẽ vào phần cài đặt, kéo xuống phần cài đặt chung. Rồi, giới thiệu mã build của chúng ta là 18F71, và đây là coi như là bản chính thức của iOS 14.6. Thì thông thường thì các những ai đang sử dụng bản RC thì sẽ kiểm tra test thử xem có những lỗi gì không, thì Apple sẽ cho ra bản RC thứ hai và bản chính thức luôn. Nhưng mà thông thường thì sẽ không có điều này xảy ra đâu, thì nói chung là đây là coi như là bản cuối cùng của iOS 14.6 chính thức luôn. Và trong bản update iOS 14.6 RC này sẽ có modem update, nên là những ai có gặp lỗi gì vấn đề liên quan các kết nối như là Wi-Fi, Bluetooth hoặc là 3G, 4G nào đó, thì tất cả những điều đó thì trong bản RC sẽ được sửa. Và có gì mới trong bản iOS 14.6 RC lần này? Thì như các bạn đang thấy trên màn hình đây là thì Apple mới gần đây đã giới thiệu Spatial Audio với Dolby Atmos cũng như là Lossless Audio, và cái điều này sẽ được ra mắt trên Apple Music vào tháng 6. Điều này đã được lộ trong mã code của iOS 14.6 Beta 1 với nhiều lời đồn đoán cho rằng sẽ có một cái Lossless Audio hoặc là có hỗ trợ Spatial Audio trên Apple Music. Và cuối cùng thì gần đây thì Apple đã chính thức được ra mắt tính năng Lossless Audio. Và như các bạn đang thấy thì Spatial Audio với hỗ trợ của Dolby Atmos thì Apple sẽ bưng cái điều này lên chất tất cả các dòng AirPods luôn, nghĩa là từ AirPods đời đầu tiên cho tới dòng AirPods Max. Và như các bạn biết thì Spatial Audio cho Apple Music á, thì sẽ hỗ trợ cho tất cả các dòng AirPods, còn Spatial Audio mà trên để xem phim á, thì nó vẫn hỗ trợ chỉ cho AirPods Pro và AirPods Max thôi. Thì nên các bạn nhớ cái điều phân biệt này nha, Spatial Audio cho Apple Music và Spatial Audio cho video nó sẽ khác nha. Thì nói chung là Spatial Audio cho Apple Music thì sẽ hỗ trợ tất cả, các bạn có thể nghe âm thanh vòm trên Apple Music thoải mái luôn để có một cái trải nghiệm tốt nhất trên khi các bạn đang nghe nhạc trên Apple Music. Thì tiếp tục là đến về phần gọi là Lossless Audio. Thì Lossless Audio lần này thì nó sẽ không hỗ trợ cho những dòng AirPods nào mà bắt buộc là phải có một cái tai nghe có dây cắm vào chiếc iPhone. Thì nói chung là thì tại vì cái Lossless Audio này là được nghe chất lượng dưới dạng một cái chất lượng mà của CD á, đĩa CD á, thì để nghe được cái chất lượng này thì các bạn phải cắm cái tai nghe vào chiếc iPhone thì nó mới nghe được cái định dạng này. Ok, điểm mới tiếp theo là liên quan tới app Apple Music. Rồi, bây giờ nếu các bạn vào app Apple Music ở dưới đây và chúng ta sẽ chọn cái phần mà mấy cái tab Browse nè, cái tab mà Explore, rồi các bạn chọn một cái bản nhạc nào đó chẳng hạn, thì nếu các bạn là một Apple Music subscriber thì các bạn sẽ có một cái lợi thế rất là lớn, thì các bạn có thể truy cập được, ví dụ như là ví dụ đâu là đây là có cái gọi là cái tín chỉ gì đó. Rồi, với đây là tín chỉ là Apple Digital Master. Thì cái tín chỉ này nói chung là giống như là các bạn có thể nghe được cái từ một cái file 24 bit, và nó được tối ưu hóa để cho cái trải nghiệm âm thanh tốt nhất từ tới sản phẩm của Apple. Thay đổi tiếp theo là liên quan tới cài đặt của Apple Music. Rồi, khi các bạn vào phần cài đặt, kéo xuống có cái phần gọi là Music hoặc là có phần nhạc. Rồi, chúng ta sẽ thấy có những sự thay đổi trong cái phần cài đặt này.
Ví dụ như đầu tiên các bạn thấy cái phần là cellular data, hoặc là dùng sử dụng là 3G 4G dữ liệu di động á, thì dữ liệu di động này đã được đưa lên trên, so với lại trước đây là nó thường là để xuống dưới ở phía dưới này đó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có cái mục mới là cái phần gọi là audio, thì chúng ta sẽ có thêm một cái mục ở đây là cellular streaming, và chúng ta thấy là có thể chỉnh được cái chế độ gọi là high efficiency hoặc là high quality. Hoặc là high efficiency là giống như là các bạn sẽ nghe được âm, nghe được nhạc mà ở chế độ mà được tối ưu hóa cao nhất nhưng mà sẽ tốn dữ liệu ít hơn. Còn ở cái chế độ là high quality á, thì các bạn sẽ được nghe âm thanh tốt hơn nhiều so với lại high efficiency đó. Rồi tất cả EQ, rồi nói chung là tất cả những thay đổi này, ví dụ như các bạn thấy cái mục mà privacy với lại home sharing đã được thay đổi. Trước đây là cái home sharing nằm phía trên, sau đó có privacy nằm phía dưới. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua sẽ nói về release note, cũng như là nói những gì có trong bản iOS 4.6 RC lần này. Thì chúng ta thấy cái note của Apple đưa ra chính thức lần ở đây, thì cái điểm đầu tiên là liên quan tới Apple Core. Thì Apple trong event vừa rồi thì Apple cũng cho ra mắt cái phần gọi là Apple Core Family. Thì cái Apple Core Family này có tức là có nghĩa là một người sử dụng cái Apple Core trong gia đình đó thì có thể chia sẻ được nhiều người trong thành viên của gia đình, và có thể là những người chủ đó có thể kiểm tra được cái lượng tiêu, rồi có thể điều khiển được cái người đó. Ví dụ như mình có thể điều khiển đứa con của mình sử dụng được giới hạn là bao nhiêu tiền đó, thì mình chỉ cho phép giới hạn đó thôi. Và có vẻ điều này có thể giúp cho cả gia đình build up cái credit lên đó, nó sẽ rất là hay. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ thấy có podcast. Thì phần podcast thì mình đã nói rất là nhiều bản beta trước đó rồi, thì là sẽ có subscription. Rồi kế tiếp thì sẽ nói về AirTag. Thì như các bạn biết thì AirTag lần này thì nó có ở trong chế độ mất, thì có thể các bạn có thể điền email thay vì chỉ điền số điện thoại thôi. Rồi điểm mới nữa trong cái release note của iOS 4.6 RC đó là chính là về điều khiển giọng nói. Thì cái điều khiển giọng nói này có thể cho người dùng mở khóa khi iPhone đã được lần đầu tiên khởi động máy lên. Kiểu ví dụ như nếu các bạn khởi động máy lên thì các bạn có thể sử dụng cái điều khiển giọng nói để mở khóa cái iPhone. Ngoài những điểm mới trên thì Apple cũng đã sửa rất là nhiều lỗi trong bản iOS 4.6 RC này, và bây giờ chúng ta cũng sẽ điểm qua một số lỗi đó nha. Rồi thì như các bạn đang thấy trong cái note của Apple đã nói, thì cái điểm đầu tiên Apple đã sửa lỗi đó chính là việc mà mở khóa với Apple Watch có thể không hoạt động sau khi dùng khóa iPhone trên Apple Watch. Nghĩa là khi các bạn lần đầu mở khóa thành công trên bằng Apple Watch cho iPhone á, thì nó sẽ có cái nút ở trên Apple Watch là khóa iPhone lại. Thì nếu các bạn lỡ nút đó thì lần sau nó sẽ bắt buộc các bạn phải dùng passcode để có thể mở khóa. Thì cái điều này Apple cũng đã sửa rồi. Rồi cái tiếp theo là cái app mà nhắc nhở có thể xuất hiện là những dòng trống, những dòng trống không có hiện gì hết. Rồi cái tiếp theo là chặn cuộc gọi thì có thể không xuất hiện trong phần cài đặt. Rồi tiếp theo là những thiết bị Bluetooth đó đã kết nối thì nó có thể là bị ngắt kết nối, hoặc là có khi là nó phát ra tiếng âm thanh trên một cái thiết bị khác trong khi các bạn đang có một cuộc gọi nào đó. Rồi cái cuối cùng là những dòng iPhone có thể, các bạn có thể trải nghiệm cái hiệu năng của iPhone nó sẽ giảm sút sau khi các bạn mà khởi động máy lên. Ok, về điểm hiệu năng chúng ta thấy có 1328 điểm đơn nhân và 3241 điểm đa nhân, thì nói chung là thấp hơn một tí nhưng mà cũng ok. Rồi thì nói chung là cho dù Apple đã sửa được cái lỗi mà về hiệu năng giảm sút sau khi các bạn khởi động máy lên, thì nói chung là máy đã khởi động, đã lướt nhanh hơn rất là nhiều. Ok, thì các bạn có nên cài iOS 14.6 RC này hay không? Thì với mình thì nghĩ là có,
Nhưng mà mình nghĩ nếu mà theo như mình khuyên á, thì mình các bạn có thể nên chờ bản iOS 4.6 chính thức luôn, và khoảng tuần sau là sẽ có chính thức luôn rồi. Còn nếu em muốn thích trải nghiệm sớm hơn về tính năng của trên Apple Music hoặc là nghe nhạc dưới dạng âm thanh spatial audio á, âm thanh vòm á, thì các bạn có thể lên bản RC để trải nghiệm âm thanh app trên Apple Music. Và đó là những gì có trong bản iOS 14.6 RC. Các bạn thích những điểm nào hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Và nếu các bạn thích wallpaper lần này thì mình để dưới phần mô tả để các bạn có thể tải về điện thoại của bạn nha. Đừng quên hãy like, share và subscribe kênh YouTube của mình để nhận được những video mới nhất nhé. Và bây giờ, chào tạm biệt.